phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu gần xa. Cụ ông Nguyễn Tường Bá, pháp danh Đức Thiện, cụ luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1932 tại Hà Nội, Việt Nam, đã yên nghỉ ngày 19 tháng 4 năm 2020 tại San Jose, hưởng thọ 88 tuổi. Do dịch COVID-19 nên tang lễ sẽ được tổ chức trong vòng gia đình ngày 4 tháng 5 năm 2020 và không có sự thăm viếng của bà con cùng thân hữu. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả lời an ủi, thăm hỏi và chia buồn của toàn thể quý bà con và bạn hữu. Tang gia động khắp báo. Vợ, bà quả phụ Nguyễn Tường Bá, nhũ danh Nguyễn Thị Phương. Trưởng nam Nguyễn Tường Quân, vợ Nguyễn Như Ngọc và các con. Trưởng nữ Nguyễn Tường Quyên, chồng Nguyễn Hiền và con. Thứ nữ Nguyễn Tường Vi và Nguyễn Thanh Thảo. Thứ nam Nguyễn Tường Trung. Thứ nữ Nguyễn Tường Oanh và con. Cháu đích tôn Nguyễn Tường Duy. Anh, gia đình Nguyễn Tường Hùng. Em, gia đình Nguyễn Thị Nguyệt. Em, gia đình Nguyễn Tường Lưu. Em, gia đình Nguyễn Tường Yên. Em, gia đình Nguyễn Tường Vũ. Em, gia đình Nguyễn Thị Nhật. Em, gia đình Nguyễn Tường Quý. Em, gia đình Nguyễn Thị Hồng. Em, gia đình Nguyễn Tường Cường. Em, gia đình Nguyễn Lý Lan. Em, gia đình Nguyễn Lý Hương. Em vợ, gia đình Nguyễn Thị Nghi. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Gia đình Trần Tử Thanh, bà quả phụ Đỗ Quý Sáng, gia đình Nguyễn Gia Hân, nhà văn Uyên Thao, gia đình Hà Trung Liêm, gia đình Nguyễn Văn Mai. Thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Tường Bá và tang quyến, đặc biệt chia buồn cùng với những người thân của luật sư Nguyễn Tường Bá tại Hoa Thịnh Đốn, bà quả phụ Ngô Quang Trưởng, nhũ danh Nguyễn Tường Nhung, giáo sư Nguyễn Tường Ánh, giáo sư Nguyễn Lân tại Ohio Dayton, nhà văn Nguyễn Tường Cường tại Bắc Cali, nhà văn Nguyễn Tường Tâm cùng toàn thể đại gia đình Nguyễn Tường. Theo ông Trần Tử Thanh, luật sư Nguyễn Tường Bá, nguyên luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, từ năm 1964 tới năm 1965, ông là phụ tá đặc biệt văn phòng phủ Phó Thủ tướng đặc trách kế hoạch Trần Văn Tuyên. Vào hai năm cuối của nền đệ nhị Cộng Hòa, 1974-1975, ông đảm nhận vai trò Tổng Thư ký Luật sư đoàn Sài Gòn dưới thời luật sư Trần Văn Tuyên làm thủ lãnh luật sư đoàn Sài Gòn. Luật sư Nguyễn Tường Bá còn là một trong những nhà lãnh đạo chủ lực của Việt Nam Quốc dân đảng. Qua một bài viết, một vài kỷ niệm thời hành nghề luật sư của luật sư Nguyễn Viết Định, viết từ Giả Thảo Trang, ngày 20 tháng 4 năm 2020. Luật sư Nguyễn Tường Bá, dáng người cao gầy, mái tóc mỏng để dài, đặc biệt ông có giọng nói nhỏ nhẹ, chững chạc nhưng hóm hỉnh. Thêm nữa, ông có nụ cười rất tươi, thân thiện, thoáng chút ngạo đời. Khi có thắc mắc gì hỏi ông đều sốt sắng, giải đáp cho bọn đàn em còn ngu ngơ tuổi nghề. Khi vào văn phòng, thường có mặt luật sư Đặng Như Kỳ, Lê Sĩ Giai, lâu lâu mới thấy luật sư Bắc. Nhưng ông lúc nào cũng bận rộn, ông chỉ sẽ nhìn rồi biến mất ngay. Luật sư Nguyễn Tường Bá lúc nào cũng nhàn nhã, ông ít khi xuất hiện tại phòng hội của luật sư đoàn trên tòa. Ông cũng rất ít hoặc không xuất hiện trong những phiên tòa trực tố quả tang thường ngày xét xử.
ông cũng không có mặt trong những buổi đi rôn, tức đi trình diện tòa để đệ nạp lý đoán hay xin đình qua phiên xử khác. Tóm lại, luật sư Nguyễn Tường Bá không dùng danh nghĩa luật sư làm cần câu cơm cho bản thân. Lúc nào ông cũng thảnh thơi, ung dung tự tại như một hiền sĩ chờ thời. Không biết ông chờ gì. Chỉ biết ông là đảng viên cao cấp của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Trung quanh ông và cùng với ông là những con người mưu chuyện đột đá vá trời. Lúc đó, ông như con rồng ẩn mình trong ao tù, chờ dịp là vẫy vùng trên chính tầng mây. Luật sư Nguyễn Tường Bá xuyên qua những nguồn tin do bạn hữu cho biết, trước năm 1975, ông quen biết rất nhiều người trong giới cầm quyền, nhưng ông không bao giờ lợi dụng sự quen biết để trục lợi cho mình. Ông dửng dưng với lợi lộc, ông ung dung tiến bước trên con đường ông đã chọn. Ông không dùng bản đồng luật sư làm kim bài mãi võ, kiếm bạc cắt của dân lành. Ông an nhiên, tự tại, đủng đỉnh ngồi trên bực thềm cao, dõi mắt, quan sát những sinh hoạt đời thường, nặng mùi công danh, lợi lộc của lớp người chung quanh. Ông là một trong những kẻ sĩ cuối cùng có miền Nam Việt Nam. Qua gần nửa thế kỷ vật đổi sao dời, người cũ lần lượt khuất bóng, kỷ niệm về một thời hành nghề luật sư tại Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn vẫn lẫn quất đâu đây. Có lẽ những kỷ niệm này không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của nhiều người đã từng một thời góp mặt trong khung cảnh lịch sử thời bấy giờ. Một thoáng ngậm ngùi, xin cùng mây đưa tiễn người về cảnh giới huyền bí tịnh không.